Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip được quay bằng máy ảnh chất lượng tốt hơn. Hôm trước mình có làm một cái clip review cái ba lô Predesign Everyday Backpack. Tuy nhiên là do cái chất lượng của cái camera của smartphone nó không được đẹp lắm, nên là hôm nay mình sẽ làm lại bằng cái clip giới thiệu về cái ba lô phải nói là rất là tuyệt vời này. Thì như các bạn biết, đây là một trong những cái mẫu ba lô đầu tiên về Việt Nam của hãng Predesign, đây là Everyday Backpack. Thì dòng này sẽ bao gồm hai models, một là dòng Backpack 30L và 20L. Đối với cả dòng hai cái dòng này thì nó cũng có những cái kích thước tương đối là vừa phải so với những người tiêu chuẩn châu Á. Thì như bạn thấy bên sườn này thì Predesign thiết kế rất là đẹp, để cho các bạn có thể dễ dàng lấy máy từ phía bên phải. Tuy nhiên là như này, ở phía bên sườn túi này thì sẽ có rất nhiều những cái ngăn nhỏ để giúp các bạn có thể nhét được thêm những phụ kiện này, những cái khăn lau này, những cái ví tiền hoặc là những cái đồ dùng cá nhân ở bên sườn, đảm bảo rất là chắc chắn. Cái đặc biệt thứ hai nữa, nó là dòng nó là những cái ngăn vách của cái túi một cái ba lô này, nó được thiết kế rất là đặc biệt. Trường hợp khi bạn để một cái body ở đây, bạn muốn là bạn chỉ cần dùng ngón tay ấn nhẹ lên như thế này thì nó đã tạo một cái nếp gấp, thì để chúng ta có thể để những cái đồ khác nữa ở bên cạnh được mà không lo bị chồng chéo lên nhau. Đó, rất là ok. Đấy là một bên phải. Còn bên trái thì cũng được thiết kế giống như bên phải và cũng có sự chức năng mở giống như là bên vừa rồi, thì có thể giúp chúng ta lấy máy từ hai bên. Trường hợp mà bạn có thể lấy máy nhanh thì có thể là mở bên nào mà chúng ta cảm thấy là cần nhất. Thì đây, ví dụ hiện tại một cái vách mình có thể một cái body ở đây, và chúng ta có thể có lẽ lật nó lên rất nhẹ nhàng như này, thì nó đã tạo sẵn cái form ở đây rất là chắc chắn. Thì chúng ta để những cái phụ kiện ra ngoài này, có thể những cái mà chúng ta ít dùng tới chúng ta sẽ để phía dưới, sau đó thì chúng ta khóa nó lại. Thì ở bên này cũng có những cái ngăn để phụ kiện, có thể là để một viên pin, hai viên pin, ba viên pin và thêm ổ cứng các thứ đây, thì là sẽ đủ đồ nghề cho chúng ta đi. Thì đối với cả một cái ba lô này thì các bạn có thể để khoảng hai cái body và khoảng 4-5 cái len đều rất là ok. Thì dòng backpack 30L này thì có sức chứa một cái laptop 13-15 inch ở phía trên, 13-15 inch. Hiện tại thì dòng này nó chia làm hai ngăn rất thông minh. Ngăn giữa này chúng ta có thể để một cái laptop 13 và 15 inch. Còn ngăn phụ bên cạnh thì thông thường những cái dòng sản phẩm MacBook Pro thì có cái sạc tương đối to và cồng kềnh. Thì Predesign đã thiết kế riêng một cái ngăn rất là to và rất là nông ở đây để riêng cho việc để sạc, rất là thuận tiện cho các bạn mà hay những nhiều đồ dây dợ sạc pin máy ảnh cả MacBook để đây, rất là tốt mà không lo bị xước va đập. Còn điều đặc biệt của cái dòng ba lô Predesign này, nó là chính là cái khóa. Thì ở cái khóa này thì nó không giống bất kỳ một cái khóa nào của bất kỳ một hãng nào, nó được thiết kế bằng một chất liệu nhôm nguyên khối, có những cái móc rất là, nói chung là rất là lạ và độc đáo. Tuy nhiên việc đóng khóa nó rất là dễ, chúng ta chỉ cần úp xuống, dùng ngón tay kéo nhẹ cái là có thể sử dụng được. Vì nó có một cái dây chun ở đây để móc vào những cái khe này rất là tốt. Thì ở phía trên này các bạn thấy là ở phía trên này thì cũng có thể giúp chúng ta để quần áo hoặc là những cái đồ mà khăn hoặc là mũ khi chúng ta đi chụp một cái quãng thời gian, thì tương đối gọi là đồ dùng cá nhân ấy, rất là tốt cho cái việc di chuyển nhiều. Còn bên phía sau này thì Predesign làm rất là đơn giản. Tuy nhiên là nó có một cái phần khe ở đây giúp chúng ta kẹp vào cái vali xách tay khi chúng ta kéo ở sân bay. Còn hiện tại thì Predesign dòng này thì có thể là để thêm khoảng một cái chân ở bên tay phải nữa. Chúng ta sẽ có test thử cái chân. Trên tay mình đang cầm một cái chân của hãng Manfrotto. Thì đối với chân Manfrotto này thì chúng ta hoàn toàn có thể cho vào bên sườn, tức là chúng ta sẽ móc ra cho vào bên sườn này. Sau đấy thì ở đây nó có sẵn một cái đai, thì chúng ta có thể móc vào cái trên này. Ở phía sau của cái Predesign này sẽ có một cái khóa, chúng ta chỉ cần móc vào đây là có thể là mang theo một cái chân đi sáng tác, rất là tốt. Thì
Ngoài ra thì PDesign ở phía bên sườn này còn có thêm một cái choke link kèm với cả một cái dây. Cái này sẽ giúp chúng ta là có thể là treo cái móc chìa khóa ở đây. Chúng ta sẽ treo một cái móc chìa khóa ở đây. Để sau đấy khi nào chúng ta cần thì chúng ta cần bấm cái chốt link này thì là chúng ta có thể lấy máy ra. Điều đặc biệt ở cái khóa này là cái dây này được làm bằng chất liệu Kevlar ở trong áo chống đạn nên nó có độ dai và chắc chắn rất là tốt. Nên là bình thường tất cả những cái phụ kiện của PDesign đều có sự liên kết với nhau, kể cả những cái nhỏ nhất. Thì hiện tại cái quai này thì các bạn có thể khi mà các bạn đeo lên người rồi thì có thể kết hợp với những cái như là những cái Capture Pro để có thể gắn camera lấy nhanh ở đây, hoặc là một bên là dùng Capture Pro để gắn camera và một bên để dùng cái tháo giữ lens rất là nhanh. Chúng ta hiện tại sản phẩm PDesign dòng 30L này thì đang có giá bán nó khoảng 11 triệu tại Digiworld Hà Nội, và cái dòng 20L thì có giá là 9 triệu. Đấy là dòng ba lô mới nhá của PDesign. Cảm ơn các bạn.